Hiện tại thì Lâm đang đứng ở một cái khu vườn nhỏ ở sau nhà ở An Giang á, để mà tận hưởng cái không khí trong lành, mát mẻ và rất là dễ chịu, để mà tránh xa cái thị phi, tránh xa những cái ồn ào và náo nhiệt của thành thị, về quê để mà tận hưởng không khí là một, thứ hai nữa là tránh dịch, thứ ba nữa là hưởng ứng theo cái phong trào là người người ở nhà, nhà nhà ở nhà, giữ gìn sức khỏe và hạn chế đi ra đường nếu mà không có gì là quá là cần thiết ha các bạn. Thì Armyjoy đã ra mắt một cái phiên bản cách đây khoảng một tháng hơn, thì ở thị trường quốc tế thì đã có mặt rồi, còn ở Việt Nam mình thì vẫn Lâm thấy là chưa có ai có, cho nên Lâm đã tranh thủ nhập hàng về và trên tay cho các bạn xem. Đó chính là phiên bản Armyjoy Refundo. Refundo ra mắt ở trong cái thời điểm này có lẽ là hơi nhạy cảm, bởi vì hiện tại ngoài kia đang rất là xôn xao, rất là ồn ào, rất là lu bu và bát nháo bởi vì dịch coronavirus. Thì Lâm cũng đã tranh thủ nhanh chóng nhập hàng này về và cách đây hai ngày rồi, và ở trên cái tag cộng đồng của mình Lâm cũng đã post cho các bạn xem tấm hình mà Lâm chụp ở ngoài vườn ha các bạn. Các bạn đang xem kênh Cuộc Sống Miền Tây của Lâm Bình Sếp. Trước khi đi vào nhân vật chính thì Lâm xin nói sơ về cái phiên bản cũ trước, phiên bản Aqualizer, phiên bản Aerotolet này trước ha. Thì cái phiên bản này là Lâm sử dụng hồi trước Tết tới giờ rồi, thì có một số bạn bè và đồng nghiệp của mình nói là thà chi là họ sử dụng cái này thì họ thay thế bằng Versace Pohon, BV Aquia, Polo Blue, Elder Perfume, hay đơn giản hơn là D&G, Lilu Intense. Thì cái phiên bản giò Aquali này họ không thích, bởi vì họ nói là sao nó quá trời phổ thông, quá trời nhiều người sử dụng, cho nên là dễ bị hòa lẫn chung với số đông, cho nên là họ không thích. Thì tuyệt nhiên có một số khách hàng vẫn trung thành, vẫn sử dụng cái mẫu nước hoa này để mà sử dụng hàng ngày, đi làm, đi chơi, đi học, hoặc là nói thẳng ra là cái sử dụng tất cả các dịp trong năm, và tất cả các dịp đều cảm thấy đều thích hợp hết. Thì Aquali có lý do để nằm trên kệ của các bạn nam là một cái gì đó hoàn toàn thuyết phục mình, thì không bàn cãi nhiều. Thì cái chai tester này á, thì Lâm sử dụng cũng gần hết rồi và hồi trước Tết tới giờ rồi, mà nếu mà các bạn cũng giống như mình muốn có một cái gì đó thay đổi, quá nhàm chán với nó hoặc là muốn khác biệt một chút xíu so với số đông, thì tin vui cho các bạn, thì bây giờ đã mở ra một cái phiên bản mới nhất hồi tháng 3 của năm 2020, đó chính là Armyjoy Refundo, mà có lẽ là ở trên YouTube, ở trên Google thì người Việt Nam mình vẫn chưa có ai làm. Thì Lâm cũng đã nhanh chóng nhập về cách đây 2 ngày ở trên tag cộng đồng của mình, Lâm cũng post đó, thì Lâm sẽ trên tay và giới thiệu với các bạn. Đây là cái hộp của phiên bản Armyjoy Refundo, đây là bản tester nha các bạn, 75ml và nó được sản xuất tại Pháp nha các bạn, nồng độ là Elder Perfume ha. Nó khác một chút xíu là cái chữ này nè, là chữ Profondo ha, các bạn dễ nhầm lẫn với phiên bản Profumo, nghĩa là cái hộp, cái chai màu đen á, cái chai màu đen mà cái đít còn kim loại á, khi mà chúng ta có nắp bằng 500 để gần thì nó sẽ tự hút lại ha. Đây là cái phiên bản Profondo nha các bạn, đây là phiên bản mới nha. So về thiết kế của Profondo á, thì nó sẽ khác biệt một chút xíu á, là nó sẽ làm cái kiểu chai nhám như thế này, coi như mà không phải màu trắng nha các bạn, đó là màu xanh đai lên ha, màu xanh đai lên. Và cái nắp cũng bằng nhựa thôi, nắp này cũng bằng nhựa thôi, có logo Giorgio Armani như này ha các bạn. Ở dưới á, thì nó cũng có tem như thế này thôi ha, vì là tester cho nên ở phía sau á, nó cũng có ghi những cái thông số về những cái tầng hương thôi, những cái tầng hương mà chủ đạo thôi, chứ họ không ghi quá là chi tiết đâu. Marine Note nè, Essential Aromatic và Woody Mineral. Lâm sử dụng cái mẫu tester này cho nó kinh tế, nó ngại vì giá nó rẻ một chút, sẵn quay video clip cho bạn xem luôn. Có một cái chi tiết mà Lâm nghĩ là nó là cải lùi, vì sao? Vì cái phiên bản Profumo màu đen hoặc là Aqualizer Essence á, thì nó có nắp bằng 500, chúng ta để gần thì nó sẽ tự hút lại với nhau khi cho chúng ta để gần ha. Còn cái phiên bản này chúng ta phải đậy bằng thủ công, Lâm nghĩ đây là một cái cải lùi. Tuy nhiên cái cải lùi này nó cũng có lý do của nó, bởi vì cũng không có một số khách hàng của mình á, hoặc là bạn bè cũng hay phàn nàn, bởi vì khi mà chúng ta cầm nhanh cái bản mà có nắp 500 á, thì nó sẽ dễ bị tuột ha, nó dễ bị rớt ha. Còn khi mà chúng ta làm bằng cái nắp thủ công như thế này, tuy nó hơi bất tiện một chút xíu, tuy không quá nhiều, nhưng mà nó chắc chắn là nó sẽ không gơ gớt ha các bạn, nó sẽ chắc chắn hơn, nó an tâm hơn, nó tạo cảm giác an tâm hơn khi mà chúng ta sử dụng ha. Cái phiên bản giò trắng này khi mà chúng ta sử dụng á, thì Lâm nghĩ là cái nốt hương đầu tiên dễ cảm nhận và thuyết phục người ta nhất, thuyết phục những khách hàng khi mà mua Armyjoy nhất á, là cái tận hương đầu tiên của nó khá là tỏa và bốc,
bốc theo kiểu giống như là mát mẻ, dễ chịu mà sang trọng nữa, theo kiểu như là dân chơi đó, rất là dễ chịu ha. Thì cái phiên bản này thuyết phục mình nhất là ở cái nút hơn đầu tiên, thì cái phiên bản này nó sẽ không làm, nó không làm tốt cái điều đó, nhưng mà nó sẽ tỏa và bám và tốt hơn cái phiên bản Elder Toilet này khá là nhiều ha. Cái phiên bản Elder Perfum này lúc mà Lam sử dụng ngày hôm qua, khi mà Lam vừa mới xịt lên da, Lam ngửi lên liền á, thì Lam nói ồ sao giống như là Polo Blue Elder Perfum quá. Tuyệt nhiên khoảng đâu đó khoảng nửa tiếng á, thì cái nốt hương chủ đạo là Marine của nó mới bắt đầu phát huy tác dụng ha. Khi mà Lam ngửi sau đó là nửa tiếng á, thì cái tầng hương của nó khá là nịnh mũi, mát mẻ kiểu đại dương ha, và nó ngọt ngọt theo có một chút gì đó của trái cây, mà cụ thể ở đây chính là quýt hoặc là cam, mùi ngọt nha các bạn, hơi ngọt nhưng mà mát mẻ, tạo cảm giác mát mẻ và sảng khoái lắm kìa. Lâm nghĩ là Aquamarine Dior khá là thông minh khi mà họ ra những cái line nước hoa như thế này, điển hình như là cái phiên bản Accent nè, cái phiên bản Accent, phiên bản nó cũng gần như là nó sắp discount rồi, nó discontinuing, nó không có sản xuất nữa. Tới cái phiên bản Profumo nè, và phiên bản giò trắng này nè, thì nó làm thêm một cái line là thanh mát dịu nhẹ ha. Còn cái line khác, cái line còn lại á, thì họ làm theo kiểu chẳng hạn như là giò absolute instinct, thì họ làm theo cái kiểu mà nồng ấm một chút, gỗ một chút, và theo cho những cái người mà trung niên có một cái sự chững chạc nhất định, chứ không thể kiểu giống như là thanh niên trẻ trung bốc đồng ha. Thì cái phiên bản này làm theo kiểu thanh mát và dịu nhẹ. Tuy nhiên là Lam nghĩ là dân văn phòng sở hữu thích hợp hơn là cái phiên bản trắng này. Phiên bản trắng này khi mà sử dụng ở ngoài trời, hoặc là chúng ta đi đâu đó ở ngoài outdoor, ở ngoài trời như là tiệc tùng, ở ngoài đám tiệc đó, mà sử dụng cái mẫu này á, thì nó sẽ tỏa xa hơn, nó sẽ tỏa tốt hơn. Còn cái phiên bản này tỏa không bằng. Lúc mà Lam xịt thì Lam cảm thấy là để gần thì nó mới nghe mùi được nhiều thôi, còn để hơi xa một chút thì khó bắt mùi hơn. Dò mà khi nó ra phiên bản này á, thì nó có lẽ là họ muốn thay thế cho cái phiên bản Essence đó các bạn. Essence thì không còn sản xuất nữa, thì có lẽ là đây là phiên bản Essence. Hay trên mạng người ta nói đùa là đây là phiên bản Aquamarine Dior Intense á. Bởi vì Absolu đã có rồi, Elder Perfume có rồi, Volfumo có rồi, Instinct đã có rồi, thì còn thiếu gì, chỉ còn thiếu Intense mà thôi. Thì có lẽ là đây là người họ nói vui đó là Aquamarine Dior Intense. Ở trên mạng thôi nghe các bạn. Nói về nốt hương sau đó một chút xíu á, thì khoảng nửa tiếng đồng hồ sau, thì cái độ bám của nó và cái độ cái nốt hương của nó, chủ đạo của nó là đại dương, tạo cảm giác mát mẻ, sảng khoái và một chút xíu ngọt, giống như là Lâm đã nói lúc nãy á. Thì về sau, dần dần về sau nữa, thì có một chút xíu mùi mặn của muối biển các bạn, nhưng mà cái mặn này nó không làm chúng ta cảm thấy khó chịu, mà nó làm cho chúng ta sảng khoái, mát mẻ trong cái thời điểm mà thời tiết hiện đại. Điển hình như ngày hôm qua ở ngoài kia nhiệt độ là khoảng 35 độ á, khi mà Lâm xịt cái nước hoa này á, sảng khoái cực kỳ. Và khi mà Lâm bước vào cái phòng lạnh á, phòng mình á, nó cứ lan tỏa xung quanh, cứ âm ỉ suốt luôn, tạo cảm giác rất là sảng khoái và dễ chịu. Vậy cái nốt hương này có thích hợp để mà những cái thanh niên, những cái người mà hơi trẻ tuổi sử dụng hay không? Thì đối với mình là không, mà nó sẽ thích hợp hơn với những người làm văn phòng, những người chuẩn chạc hơn. Những người mà có cái môi trường làm việc mà ở cái phòng kính á, thì sử dụng cái mẫu này thì Lâm thấy là nó tốt hơn là cái mẫu này ha các bạn. Nó có vị ngọt một chút xíu ngọt của trái cây và gia vị, một chút xíu ngọt của trái cây ha. Thì cái ngọt này nó thích hợp hơn với tất cả đại đa số người dùng, hay chính xác hơn là nữ, khi mà sử dụng cái mẫu này Lâm nghĩ là vẫn thích hợp luôn ha các bạn. Vậy cho nên là cái đối tượng sử dụng của hai cái mẫu này có lẽ là khác nhau một chút xíu. Nếu mà các bạn còn trẻ, thanh niên, hoặc là thích đi chạy xe, đi dạo, đi chơi buổi tối, bắt phố rồi đó, hoặc đi xem phim rồi đó, thì sử dụng cái mẫu này ha các bạn. Mẫu này nó kinh tế hơn bởi vì có dung tích cao hơn, dung tích nhiều hơn 100ml, và cái nồng độ LT thì nó sẽ tỏ tốt hơn ha. Còn cái phiên bản này thì dân văn phòng sử dụng tốt hơn, người có tuổi tốt hơn, và đại đa số người dùng, đặc biệt là nữ ha, cũng nên quan tâm đến sản phẩm này, bởi vì nó có một chút xíu ngọt của trái cây như Lâm nói lúc nãy, với lại cái độ trầm tĩnh, cái độ mà nhẹ nhàng của nó, thì Lâm nghĩ cái phiên bản này sẽ thích hợp hơn cho những cái người trung niên, những cái người nào mà có tuổi một chút xíu, những cái người làm văn phòng, hoặc là những cái người làm việc trong cái môi trường kín đáo rồi ha, với có điều hòa xung quanh thì sử dụng cái mẫu này sẽ tốt hơn cái phiên bản này. Riêng bản thân mình giữa hai cái mẫu này á, thì Lâm sẽ chọn cái mẫu nào để mà sử dụng trong tương lai, thì Lâm nghĩ là Lâm sẽ chọn cái mẫu này ha. Mẫu này thì rất là nhiều người xài rồi, và bản thân mình đã xài gần hết cái chai rồi, cho nên Lâm sẽ sử dụng cái mẫu này trong tương lai.
Đại đa số những cái cô gái khi mà ngửi qua cái mẫu này đều đã khen. Hôm qua mẹ vợ mình và vợ mình cũng đã khen cái mẫu này khá là nhiều. Và nên là mình chọn là cái mẫu này sẽ sử dụng trong tương lai khi mà Lâm sử dụng hết chai này. Một số bạn hỏi là mình khi mà sử dụng cái mẫu này, ngoài đi làm nhân phòng, ngoài việc họp hành hoặc là gặp đối tác đồ á, thì sử dụng mẫu này thì lúc mà hẹn hò hoặc là đi chơi thì sử dụng có hợp hay không? Thì câu trả lời là hợp nha các bạn. Ngoài thì nó đều có một cái len, một cái ADN mùi giống như là cái hàng giò trắng này, thì cái giò Profondo này nó vẫn làm tốt những cái gì mà giò trắng làm. Ngoài ra cái độ lưu hương của nó còn tốt hơn hẳn nữa, bởi vì nồng độ là Elder Perfume mà. Với lại một cái là Lâm muốn chia sẻ nữa là mức giá của nó cũng không quá chênh lệch so với giò trắng này đâu. Cho nên là nếu mà có thể thì các bạn đã quá nhàm chán với giò trắng, các bạn đã quá e ngại cái việc mà sử dụng chung với số đông cái phiên bản giò trắng này, thì cái phiên bản giò xanh này ha thì nó sẽ thích hợp với các bạn hơn. Còn nếu các bạn là nữ thì các bạn có nên mua mẫu này không, thì Lâm nghĩ là có thể. Là thứ nhất là các bạn có thể tặng cho các bạn nam mình trong những cái dịp mà sinh nhật. Còn nếu mà các bạn nữ nào vẫn chưa có người yêu thì cũng nên sử dụng mẫu này luôn, bởi vì sao, các bạn sẽ biết mùi con trai như thế nào. Cảm ơn các bạn đã xem video clip của mình, và mong là các bạn sẽ bấm nút like và subscribe cho kênh của mình. Trong tương lai thì Lâm cũng sẽ quay video clip thôi, vì Lâm nghĩ là sau cái đợt dịch corona này thì mình cũng sẽ quay lại tiếp tục công việc kinh doanh và sẽ trở lại thành phố. Với lại một cái lời khuyên các bạn khi mà sử dụng Profondo này ha, cái phiên bản Profondo này hôm qua Lâm xịt chỉ đó có 1-2 cái thôi vào cái cổ, vào cái cổ của mình mà ở trên cổ tay á, thì lúc mà mình rửa tay á thì vô tình mình lại rửa trôi đi cái lớp nước hoa ở đây, nhưng mà cái lớp mà ở cái cổ á thì vẫn còn. Cho nên là hôm qua dù xịt chỉ có 2 cái thôi, thì từ khoảng 12 giờ mấy cho đến 4 giờ thì Lâm vẫn còn nghe mùi khá là rõ ở cổ mình. Cho nên là sử dụng cái Profondo này các bạn, nếu mà muốn tỏ tốt, muốn gây ấn tượng mạnh thì chúng ta sẽ xịt nhiều một chút xíu ha. Bạn nữ á mà sử dụng cái dòng này thì hãy cân nhắc một chút xíu, vì nếu mà các bạn có cá tính mạnh thì hãy sử dụng mẫu này, bởi vì cơ bản là mẫu này vẫn dùng cho nam ha. Có một số bạn nữ vẫn inbox hỏi mình là cái mẫu nước hoa Acne Giò có sử dụng tốt cho nữ hay không, thì câu trả lời là có, nhưng mà hạn chế ha các bạn. Nói chung lại là cái phiên bản Acne Giò Profondo này cũng khá là gây ấn tượng cho mình trong những cái lần đầu tiên mà xịt thử. Lý do thứ nhất là khi mà vừa mới xịt ra thì Lâm nghe cái mùi giống như là Follow Blue pha lẫn với D&Gilia Intense, nhưng mà khoảng nửa tiếng sau đó cái độ tỏa mùi và DNA của cái Acne Giò đã làm cho mình có một cái suy nghĩ ngược lại, đó chính là vẫn mang một cái truyền thống mát mẻ, thanh khiết và sang trọng của Acne Giò. Tuy nhiên nó vẫn dai dẳng và âm ỉ, bởi vì nó được làm cô đặc hơn, nồng độ tốt hơn, nồng độ của nó đã tinh dầu tốt hơn rồi. Cho nên là cái Profondo này xài sẽ thích hơn cái phiên bản Elder Palette này.